Harden, cầu thủ của đội bóng Rocket thuộc NBA ngày 4 tháng 7 tới Đài Loan, ngoài chia sẻ bí quyết Eurostep, cầu thủ này còn đích thân truyền thụ kỹ năng rèn luyện thể lực. You know, I do bicycling, swimming, around on the beach, you know, just weight room. There's all different types of training that you can do to condition yourself to be able to play for 48 minutes. Mùa trước, Harden đã có những trận ghi dấu ấn cho sự nghiệp của mình, trở thành cầu thủ đứng đầu về số điểm bình quân trong thi đấu, giúp đội Rocket giành được 65 trận thắng, cũng đạt danh hiệu cầu thủ có giá trị nhất của năm. Just making it to the Western Conference Finals and having an opportunity to make it to the finals. You know, we were one game away. I think that was the most impressive moment for this season, and it gives us the encouragement to go out there and want to be better for the summer so we can get back to where we want to be next year. Lần đầu đạt danh hiệu cầu thủ có giá trị nhất của năm, Harden nói, trong tương lai sẽ tiếp tục đột phá bản thân. Đầm hoa sen lớn nhất Đài Loan nằm tại Công viên Văn hóa Lâm nghiệp Đông Thế Đài Trung. Hoa sen nở rộ đầm sinh thái rộng 5 hectare này vì được tham quan miễn phí nên thu hút rất nhiều du khách và những người thích chụp hình. Chu Phong Yen, vì ở đây là hoa sen rất đẹp, nên mọi người sẽ đến đây. Đầm sinh thái rộng 5 hectare, trước kia là đầm chứa gỗ của công ty lâm nghiệp tại Tuyết Sơn, năm 2011 chuyển sang trồng hoa sen và trở thành đầm sinh thái trồng hoa sen lớn nhất Đài Loan, cũng được bà con Đông Thế gọi thân mật là vườn hoa sau nhà. Theo Ban Quản lý rừng cho biết, để cổ vũ người dân đến ngắm hoa sen, Công viên Văn hóa Lâm nghiệp vẫn mở cửa trong dịp nghỉ hè. Đợt cuối tháng 7 còn tổ chức party dã ngoại hoa sen mùa hè, để mọi người có thể tổ chức tiệc dã ngoại bên cạnh đầm sen, cảm nhận bầu không khí đơn sơ nhưng cũng đầy lãng mạn và hạnh phúc. Căn cứ theo danh mục quốc tế về phân loại bệnh do Tổ chức Y tế Thế giới công bố, Sở Y tế huyện Nam Đầu đưa chứng rối loạn trò chơi điện tử vào danh sách bệnh tâm thần. Năm 2017, Nam Đầu dẫn đầu toàn quốc mở phòng khám ban đêm điều trị chứng rối loạn trò chơi điện tử. Cả năm 2017 có tổng cộng 303 ca, còn trong nửa đầu năm 2018 đã có 300 ca bệnh loại này. Theo nhân viên điều trị lâm sàng cho biết, theo tiêu chuẩn của WHO, chơi điện tử hoặc lên mạng tới mức mất kiểm soát không thiết đến các thú vui khác, hay mặc dù biết có ảnh hưởng xấu nhưng không dừng lại được. Hơn nữa, triệu chứng xuất hiện liên tục trong 12 tháng trở lên gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, khuyến cáo phải đưa đi khám bệnh và cần sự quan tâm của người thân. Theo nhân viên điều trị cho biết, trừ trường hợp mất kiểm soát tâm trạng nghiêm trọng mới phải dùng thuốc, còn đại đa số đều phụ đạo bằng cách làm thay đổi nhận thức. Người thân phải luôn ở bên cạnh và trò chuyện mới thực sự làm thay đổi chứng nghiện chơi điện tử và nghiện Internet, giảm mức độ phụ thuộc của người bệnh.